Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình có nhận được một cái laptop Sony Vaio. Tình trạng của nó là khi mở máy tính lên để khởi động vào Win á, nó chạy rất là chậm nha các bạn. Chạy rất là lâu. Trường hợp này là nó chạy khoảng hơn 20 phút. Đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái tool trong cái USB boot á. Trong cái video trước mình đã có làm cái video hướng dẫn đó nha các bạn tham khảo nha. Sau khi mình tắt đi tắt lại nhiều lần thì nó sẽ vào cái cửa sổ Startup Repair nha các bạn. Đó, nó khởi động rất là lâu cho nên mình tắt đi tắt lại nhiều lần, nó vào cửa sổ Startup Repair, nó chạy rất là lâu, rất là khó chịu. Giờ mình sẽ tắt để mình vào cái tool trong cái USB boot đó. Mình dùng cái chương trình để mình test cái ổ đĩa cứng, xem cái ổ đĩa cứng còn hoạt động được hay không nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ cắm cái USB tool, USB boot đó, để vào cái tool kiểm tra ổ đĩa cứng. À, bây giờ mình sẽ mở nguồn lên. Khi máy khởi động mình bấm phím vào boot menu. Trường hợp này là F12, tùy theo các dòng máy mà phím boot option nó khác nhau nha các bạn. Mình có ghi ở dưới phần bình luận á. Thông thường mình sử dụng cái WinBE số 1 á để mình vào, mình dùng cái chương trình Riptide Infodisk để mình kiểm tra ổ đĩa cứng. Ở đây mình đã kiểm tra rồi, mình test rồi, mình dùng chương trình đó nhưng mà nó không vào được nha các bạn. Mini BE khởi động vào rất là lâu. Nên mình sử dụng cái phần Hard Disk Tool. Trong cái Hard Disk Tool á, mình sẽ bấm vào trong đó, nó hiện ra rất là nhiều cái phần mềm để test ổ đĩa cứng. Mình chọn số 1 nha các bạn. HDD Regenerator. Dùng cái phần mềm đó để mình check. Bạn bấm số 1 để các bạn chọn ổ đĩa cứng nha. Đưa ra một số option để mình lựa chọn á. Chọn số 1 nha các bạn. Rescan show bad sector. Tức là khi các bạn scan, nếu mà ổ cứng bị bad, nó sẽ show lên, nó warning lên cho mình thấy luôn nha các bạn. Chọn số 1 và bấm enter. Bạn chọn số 1 nha, bấm enter. Nó sẽ tiến hành nó quét ổ đĩa cứng. Nếu tiến trình này chạy kết thúc 100% mà nó không báo bét là ổ cứng còn sử dụng được nha các bạn. Đó, nó báo lên chữ B, Right is not ready. B, bad sector found. Ổ cứng này đã bị bét rồi nha các bạn, bị lỗi á. Trường hợp này là mình phải thay ổ đĩa cứng nha các bạn. Đó, khi các bạn boot vào trong Windows thì máy chạy rất lâu, nó load rất là chậm, thì các bạn sẽ nghĩ tới là các bạn sẽ kiểm tra ổ cứng trước nha các bạn. Trường hợp này là trên 80% là bị ổ cứng, cho nên mình dùng cái tool để mình test ổ cứng. Thì có nhiều cái tool để test ổ cứng, thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn sử dụng cái HDD Regenerator để test nha các bạn. Trường hợp mà mình không vào được cái mini Windows á. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.